Chấn động, sự thật tuyệt vời. Tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, có 7 dấu hiệu này, được Phật trời che chở, đón vận may bất ngờ. Làm ăn chúng lớn, chúng số độc đắc, tiền bạc ào về như thác lũ, trả sạch nợ nần, đổi đời xứng tầm đại gia. Hoan hỷ chào mừng quý cô bác anh chị đã đến với Minh Đường Tử Vi. Xin kính chúc quý cô bác anh chị ngày mới an lành, một ngày làm việc với nhiều niềm vui, may mắn và thành công trong cuộc sống. Người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 được biết đến là những người mạnh mẽ, kiên định và luôn mang trong mình năng lượng tích cực. Tuổi Bính Thìn còn được trời phú cho những dấu hiệu đặc biệt, chứng tỏ họ là những người có căn lành được Phật trời che chở và hộ trì. Trong cuộc sống đầy thăng trầm và biến động, việc nhận ra và hiểu rõ những dấu hiệu này không chỉ giúp chúng ta tự tin hơn, mà còn biết trân trọng và phát huy những phước lành mà mình đang có. Vậy những dấu hiệu đó là gì? Làm thế nào để nhận biết rằng bạn đang được Phật trời bảo vệ và che chở? Hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị khám phá 7 dấu hiệu đặc biệt này. Đây không chỉ là những tín hiệu của sự may mắn, mà còn là minh chứng cho việc bạn đang được hưởng phước lành từ những thế lực tâm linh cao cả. Qua đó, quý vị sẽ hiểu thêm về bản thân, cảm nhận sâu sắc hơn về những điều tốt đẹp đang hiện hữu xung quanh mình. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu và khám phá những dấu hiệu này để cảm nhận sự bình an và phước lành trong cuộc sống. Đừng quên nhấn nút like và subscribe kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ video hấp dẫn và hữu ích nào khác. Nào, chúng ta hãy bắt đầu hành trình khám phá 7 dấu hiệu của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 ngay bây giờ nhé! Quý vị thân mến, ở kiếp nhân sinh này, chắc hẳn ai cũng mong mình có được cuộc sống bình an, hạnh phúc và giàu có phải không ạ? Thế nhưng người tính không bằng trời tính, con người sinh ra vốn đã có số mệnh riêng. Tôi từng gặp rất nhiều người, cũng từng thấy rất nhiều mảnh đời, có người đi xe sang, ở nhà lầu, ăn uống giàu có. Thế nhưng cũng có những mảnh đời phải bươn trải làm ăn, hàng ngày chạy khắp nơi dưới cái nắng gắt mà kiếm tiền. 60 đến 70 tuổi vẫn còn phải đi bán vé số kiếm tiền, chắt chiu từng đồng một, chỉ mong một ngày được mỉm cười mà sống vui vẻ bên gia đình của mình. Còn chưa kể ốm đau bệnh tật, thì với số tiền kiếm được cũng chỉ bay theo gió mà thôi, thế mới nói mạng sống con người quả thật là mong manh. Có điều, con người chỉ cần biết được số mệnh của mình, dù chỉ một lần thì ắt sẽ có số phận phú quý vinh hoa, mạng sống cứng cỏi, tiền tài đầy tay, giàu sang phú quý một đời. Và theo lá số tử vi mới nhất cho thấy, người tuổi Bính Thìn 1976 khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì, bất ngờ được ơn trên độ mạng, thần tài mở kho ban phát tài lộc, tiền tài rơi trúng đầu, không cần trúng số cũng có tiền tỷ cầm tay, may mắn ùn ùn kéo tới. Bính Thìn có cơ hội thoát kiếp nợ nần, ôm tiền tỷ về tay, thay đổi số mệnh của mình mà mua nhà, sắm xe sang, tiền vàng nhét chật két. Vậy, vận trình của tuổi Bính Thìn khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì sẽ ra sao? May mắn đến với bạn là gì và những điểm hung bạn cần tránh là gì? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây. Trước khi đi vào nội dung chi tiết của chương trình hôm nay, quý vị hãy nhấn đăng ký miễn phí kênh Minh Đường Tử Vi để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Rồi sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để liên tục cập nhật những video mới nhất và hay nhất từ Minh Đường Tử Vi. Đặc biệt hơn nữa, nếu quý cô bác, anh chị vẫn còn thắc mắc cần tư vấn, giải đáp, thì quý cô bác, anh chị vui lòng để lại ngày, tháng, năm sinh âm lịch của mình xuống bên dưới video này. Minh Đường Tử Vi sẽ tư vấn và giải đáp cho quý cô bác, anh chị trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ xin mời quý cô bác, anh chị cùng đi tìm hiểu nội dung chính của ngày hôm nay. Tiết lộ sự thật gây chấn động về 7 dấu hiệu mà người tuổi Bính Thìn là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Biết được ắt hóa hung thành cát, làm ăn chúng lớn, gặp nhiều may mắn, tiền vàng ùn ùn đổ về nhà, giàu sang sung sướng hết phần thiên hạ. Đại tài trí tại bốn phương, bất ngờ lộc đến vạn đường hanh thông, vô lo đại lộc ngóng trông, không còn lo lắng vận không sáng ngời, dẫu rằng phú quý do trời, vô tiền khoáng hậu ngàn đời an nhiên. Đôi lời dành cho Bính Thìn ở tương lai gần, có 4 cách thường quy để một người trở nên giàu có. 1. Thừa kế từ thế hệ trước, điều này cần tốt nghiệp khóa đầu thai cũng phụ thuộc nhiều vào may rủi, nhiều người muốn mà khó có thể làm. 2. Đi ăn cướp về, mà phải cướp một cách hợp lý, hợp pháp, hợp tình, cái này cần rất nhiều can đảm, cũng cần rất nhiều mưu mô và thủ đoạn, thứ sẽ khiến đa phần số đông không thể làm được. 3. Làm việc thật sự năng nổ và hăng say, làm như không còn có ngày mai, cống hiến như bản thân mình là sắt đá. Không khóc, không buồn, không hận, không đau, không để bất kỳ ai xung quanh làm việc chăm chỉ hơn mình. 4. Là cuối cùng, nếu tự trọng đủ thấp trước khi được đi lên thì phải quỳ xuống, nam nằm nữ ngửa cũng là một cách nhanh chóng để có tiền.
Vấn đề là phải đạt đủ ngoại hình, thể lực, độ lì, vân vân, có chút tiếng tăm làm theo cách số 4 chắc cũng càng nhàn. Nói với Bính Thìn về câu chuyện làm giàu, công việc là chủ đạo, vì hiện giờ trong cái đầu của một Bính Thìn nên chỉ vần xoay những điều như thế. Giờ là lúc bạn nghĩ bạn đã chín rồi, tuy chưa đỏ lắm, nhưng cũng không còn non và xanh. Khổ bạn đã trải rồi, thua bạn đã bị rồi, người lừa bạn đã thấu rồi, người phụ, đổ oan, phản bội niềm tin, lợi dụng uy tín, bạn đã tiếp xúc rồi. Gia đình không coi trọng hoặc giả không giang tay bạn cũng có rồi, mất mát, sinh tử, biệt ly hay những đêm cuồng say trong tham vọng chưa được như ý, bạn cũng có rồi. Sống quỳ còn hơn cao ngạo mà bị khó khăn, bạn cũng đã ép bản thân làm rồi, nên suy cho cùng, Bính Thìn nghĩ rằng bạn đã chín. Chín mùi cho những dự định của bản thân cũng không sai, không sai, nhưng mà có thiếu, thiếu ở đây xoay quanh hai chữ thời vận, giản đơn mà nói thì là chưa đến lúc. Rồng muốn bay cao mà chưa gặp gió thì cũng chỉ biết mang một bụng kiến thức, mang một núi tham vọng trong mình, mà ẩn dưới bãi bùn đen như tiềm long nằm ngủ vậy. Cho Bính Thìn một cái đồng hồ tua ngược lại năm về trước, thì chắc khi đó bạn sẽ chẳng quá quan tâm thời vận hay thời điểm gì đâu. Cái ta muốn ta sẽ làm, cái ta thích ta sẽ triển khai, cái ta mong ta sẽ tìm kiếm, thuận ta thì sống, mà nghịch ta thì ta cho thành thuận. Cái tâm thái ấy, cái sự tự tin ấy quả là tuyệt vời lắm thay. Tuy nó mang đến vô vàn sự rắc rối tiềm ẩn, nhưng cũng cho Bính Thìn một cuộc đời nhộn nhịp, những năm tháng rực rỡ, một đoạn đời ngẫm lại đầy si say. Lắm khi trong tâm khảm rực lên nhiều nhiệt huyết, cháy lên nhiều điều mong mỏi, cũng từ cái trải nghiệm đặc sắc của năm vừa rồi. Lại nói trong cái năm 2024 này, thời vận chưa tới, thời điểm chưa đúng, thời cơ chưa phải, không hẳn là không nên làm gì và tùy mỗi Bính Thìn khác nhau sẽ có một thời điểm khác nhau. Vậy để biết khi nào là lúc của mình, mong Bính Thìn ngồi xuống, uống một ngụm trà hay nước gì đó, rồi thư thư mà ngẫm nghĩ. 1. Năm 2024 là năm của sự chung kết, kết thúc, kết toán hay khép lại toàn bộ cái cũ gì gì đó, nôm na là vậy, nó cần, phải, nên xảy ra, thì cái thời vận mới, cái sự phát triển mới, cái may mắn mới trong cuộc đời Bính Thìn mới tới được, vậy nên tốc độ kết thúc của Bính Thìn nào càng nhanh, thì thời vận của Bính Thìn đó về càng sớm. Bạn phải tự tay chung kết cho những tàn dư quá khứ đã làm bạn phiền phức trong suốt những năm vừa rồi, không còn cả nể, không còn bỏ qua, không còn lòng nhân cho những sự vật, sự việc không xứng đáng. Nếu bạn không dứt khoát hoặc không đủ can đảm dứt điểm, thì những cái tàn dư đó sẽ cứ mãi quẩn quanh, sẽ cứ đều đều quấn chân ảnh hưởng, sẽ không khác gì xiềng xích ngăn con rồng Bính Thìn ngẩng đầu bay lên. Nên nếu chừng nào bạn còn chưa vứt bỏ được những cái râu ria rườm rà, chừng đó chưa phải là thời điểm để bạn bắt đầu bay đâu. 2. Mọi sự nghiệp vĩ đại thoạt nhìn đều thấy không tưởng và mọi người được đứng ở chỗ cao, thường là do họ đủ giỏi và đủ xứng đáng, nên nếu bạn thích và bạn đủ tự tin, vậy thì cứ lên kế hoạch và cứ thế mà làm, ta không cần ai ủng hộ vì bản thân ta là nguồn động lực lớn nhất của chính mình rồi, cũng chẳng ai tin tưởng ta hơn ta, chẳng ai có thể động viên ta tốt hơn ta cả, mệt quá thì tạm nghỉ, nản quá thì tạm ngừng, chán quá thì say một trận, thì ngủ một giấc rồi lại lao vào mà đấu chiến với đời. Đường thành công thường cô độc, vì đường đông đúc thì thường nhân đi hết rồi, nên chấp nhận sự cô độc, không nói ra điều mình định làm tránh bị cười nhạo, tránh bị mòn đi cái quyết tâm của mình. Tháng 10, 11 âm của 2024 là tháng tốt, mong bạn chuẩn bị đủ chu toàn cho từ giờ đến đoạn đủ thuận mà đi xa. 3. Gom gió ắt thành bão. Tuy bạn mong làm lớn nhưng đừng chê lộc nhỏ, không tham lợi nhỏ để có tầm nhìn xa, nhưng đừng vì thế mà bỏ lỡ những cơ hội tưởng chừng bé bé mỗi ngày. Luôn nhớ ngàn chim trong rừng không bằng một chim trong tay, cái gì trong túi mình mới thuộc về mình, còn lại dù bao lời hứa hẹn, bao viễn cảnh xa vời cũng chỉ là mộng ảo nơi xa, không có gì thật cả. 4. Lên voi bạn từng có, xuống chó thì cũng nhiều lần rồi, nên không vì xa cơ nhất thời mà ảm đạm bản tâm, cũng không vì chút may mắn về thân mà tự cao tự mãn, mong bạn hiểu vũ trụ này đang vần xoay, nhào nặn lại vận thế, chỉnh sửa lại đoạn đường 10 năm tới của bạn. Khởi đầu từ 2024, kết thúc ở 2033, bạn sẽ được đưa cho một cuốn sách trắng tinh khôi trong năm 2024 này, để bạn bắt đầu lại viết lên câu chuyện của cuộc đời mình. Khi đó, bạn muốn mình sẽ nhào nặn hình ảnh của mình ra sao, là ảm đạm sống một đời trong tiếc nuối, một bụng kinh thư, một đầu kiến thức, một trời tham vọng, nhưng cũng chỉ là run rế nơi cõi phàm, hay là nhiệt huyết mà chiến, điên cuồng mà tiến, ngã 7 lần đứng dậy 8 lần, mắt nhìn đích. Thân thể có đầy thương tích thì đôi chân vẫn không ngừng di chuyển, không mong thành rồng xanh nơi cõi nào, nhưng cũng dám hết mình bay bổng cho những điều mình mong mỏi. Mọi thứ là do bạn chọn, cuốn sách cuộc đời là do bạn viết, còn quá khứ nâng một rượu nhạt,
cười nhếch miệng một cái. Lắm thứ đáng tiếc, nhiều điều hối hận, nhưng không bằng một góc những gì ta sẽ đạt được trong cái đoạn 10 năm cận kề. Nếu bạn đã ngủ đủ rồi, vậy thì dậy đi thôi. Chúc Bính Thìn đủ can trường kinh qua cái đoạn thiết lập lại toàn bộ một đời nhân sinh. Quý vị thân mến, có người nói, vì con rồng không có thật, nên trong 12 địa chi, 12 con giáp, nó tượng trưng cho những điều hoàn mỹ, nên cầu toàn truy hoàn hảo, tìm đúng đạo tâm là một trong những tính cách đặc trưng của những người sinh năm Thìn. Bính Thìn 1976 cũng không nằm ngoài sự lý tưởng hóa này. Bước một chân ra ngoài đời, bạn có thể dễ dàng gặp gỡ một người Bính Thìn có tính cách hào hiệp, coi anh em là tất cả, giúp đỡ chân tình, hỗ trợ nhiệt tình. Cũng có thể gặp một người Bính Thìn coi gia đình là tất cả, làm mọi thứ mình có thể để đổi lấy điều kiện tốt nhất cho người mình yêu thương. Cũng có thể gặp một người Bính Thìn nhiệt tình với công việc, hết mình với đồng nghiệp, dẫn dắt hậu bối mà tận tình đến từng ly. Lý tưởng hóa trong quan điểm sống của Bính Thìn, giáp tới sự lý tưởng hóa trong hành vi, trong lựa chọn, trong cách sống lẫn những quyết định trong đường đời. Nhưng quanh đi quẩn lại, lý tưởng hóa là một loại cực hạn theo đuổi, cái Bính Thìn nhận chẳng phải thường là những điều khiếm khuyết không hoàn mỹ hay sao? Người tuổi Bính Thìn thẳng thắn, cương trực, thanh cao, họ là người có tài nhưng chưa gặp thời, ít đất dụng võ, khi đắc thế thì có thể phát huy mọi sở trường của mình. Nhất là về văn chương và triết học, người này tự tin về bản thân mình, song lại rất đa nghi nên dễ sinh ra tự mâu thuẫn với chính bản thân mình, có cái nhìn xa trông rộng. Nhưng khi áp dụng vào công việc lại đặt nặng lý thuyết quá đà mà thiếu tính thực tiễn, nên hay ngần ngừ do dự, vì thế mà bỏ lỡ không ít cơ hội tốt. Bính Thìn luôn thể hiện một nguồn năng lượng dồi dào, ý chí quyết tâm, tinh thần nhiệt tình sôi nổi. Người thuộc tuổi này rất năng nổ trong các hoạt động xã giao, thích hợp làm công việc có liên quan đến quần chúng, giỏi khơi gợi nên lòng nhiệt huyết của mọi người. Nhưng ở một mặt khác, người này có thể bị cho là phù phiếm, ưa hư vinh, chỉ luôn muốn làm lớn mọi chuyện, thích hào nhoáng, làm gì cũng phải hoành tráng, thậm chí khi điều đó vượt quá khả năng của mình. Người này làm gì cũng dứt khoát và quyết đoán, chuyện đã quyết định là không bao giờ quay đầu, với những mục tiêu đã đặt ra, bằng giá nào họ cũng phải đạt được. Dù có khó khăn đến mấy cũng không lùi bước, có sai có sửa, dám làm dám chịu, không bao giờ có chuyện đổ lỗi hay đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Trong một tập thể, họ luôn là người có khả năng khuấy động đám đông và truyền lửa nhiệt tình cho tất cả mọi người, tính cách vui vẻ, hoạt bát, sống hướng ngoại, nên họ có các mối quan hệ xã giao rất rộng, quen biết nhiều người, cũng có khả năng kết nối tốt. Nhân duyên tốt, nên người này làm gì cũng sẽ thuận lợi và suôn sẻ hơn, có khó khăn cũng dễ dàng tìm được người giúp đỡ cho mình, cơ hội để thành công cũng cao hơn nhiều. Người tuổi Bính Thìn sống rất vô tư, lạc quan và yêu đời, họ luôn mang đến tiếng cười, niềm vui, niềm hạnh phúc cho người khác. Bởi vậy tuổi Bính Thìn có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè và người thân xung quanh yêu mến, họ có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng, thấu hiểu góc cạnh của vấn đề, bởi vậy trong công việc, họ luôn cảnh báo cho mọi người nguy hiểm đang rình rập phía sau. Nhờ vào sự tinh tế ấy mà tuổi Bính Thìn dễ dàng hiểu thấu tâm tư, nỗi niềm thầm kín của người khác, từ đó tìm cách chia sẻ, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, hoạn nạn. Suy nghĩ tích cực, luôn cởi mở trong suy nghĩ, sẵn sàng thay đổi để tiến bộ hơn, ý chí tiến thủ cao, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, đây là những đức tính tốt, giúp cho người này đạt được những thành quả vượt trội. Là người tình cảm, nhưng luôn giữ được lý trí, lại quyết đoán, dứt khoát, nên đây là hình mẫu lý tưởng để làm lãnh đạo. Họ cũng sẵn sàng cống hiến vì công việc, không nề hà khó khăn vất vả để làm được điều mình mong muốn. Dù làm việc gì họ cũng không thích phải khom lưng, uốn gối, nghe lời sai phái, họ mong muốn có thể độc lập lên kế hoạch và tiến hành công việc. Con giáp này tượng trưng cho quyền lực, trời sinh được hưởng phúc phần, thông minh tài trí hơn người, may mắn tài lộc không kể xiết. Tuy nhiên, người này lại có phần hơi mơ mộng, cảm xúc không ổn định, là người rất khó nắm bắt, họ thiếu khoan dung, độ lượng với mọi người. Song người này lại rất dễ mềm lòng, đồng thời ham mê nữ sắc, vì thế mà bao lần phải chịu thất bại ngay phút cuối cùng. Đa tình, nhưng họ hiếm khi thật lòng yêu người khác, người này không thấy thất vọng gì với tình yêu, mà ngược lại, chính những người yêu họ sẽ phải nếm đủ đắng cay. Là người có năng lực, lại luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, người tuổi Bính Thìn không chấp nhận sự kém cỏi của những người xung quanh, họ sẵn sàng phê bình những người làm việc không hiệu quả. Tài năng có thừa nên không khỏi tự phụ, hiếu thắng nên không chịu được thử thách và thất bại, thiếu kiên nhẫn để vượt qua giông tố cuộc đời. Tuổi Bính Thìn có xu hướng sống tự do, không thích lập gia đình, có nhiều quan niệm cho rằng tuổi Bính Thìn nếu sinh ra vào những ngày mưa giông gió bão, khi lớn lên cuộc sống sẽ gặp nhiều chông gai, gian khổ, ngược lại nếu sinh vào ngày nắng đẹp, gió heo may, cả đời được sống trong sung sướng, giàu sang.
Người sinh năm 1976 rất có lý tưởng, nên yêu cầu bất cứ chuyện gì cũng phải thập toàn, thập mỹ, với bản thân hay với người khác luôn vô cùng nghiêm khắc. Yêu cầu của bạn rất nhiều, vì thế những gì bạn bỏ ra cũng luôn nhiều hơn người bình thường, tuy cố chấp nhưng nhiệt tâm và khẳng khái nên bạn được mọi người yêu mến. Thông thường, người tuổi Bính Thìn ít khi chủ động yêu người khác và hiếm khi buồn rầu về chuyện tình yêu. Đa số các trường hợp là bạn bỏ rơi người ta chứ chẳng mấy ai lìa bỏ bạn. Bạn nên chú ý đến dáng vẻ bản thân, phải biết kiềm chế các tính cách tự do. Dù người tuổi Bính Thìn tỏ ra khá thụ động trong tình yêu, nhưng do nghiêm khắc với bản thân, sự khẳng khái, nhiệt thành, giúp bạn khá thuận lợi trong chuyện tình cảm. Sau khi kết hôn, cuộc sống gia đình bạn vô cùng hạnh phúc, vì vậy bạn phải giữ gìn, trân trọng niềm vui ấy. Với tính cách đa dạng, những người tuổi Rồng chẳng bao giờ thiếu bè bạn. Với tính chân thật và trung thành, họ sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho sự bất tín của bạn bè hay người yêu. Mặc dù có thiên hướng tự do, phóng khoáng, Rồng muốn mãi độc thân và sẽ chỉ rung động khi có một người thông minh, hài hước yêu Rồng. Người tuổi Bính Thìn rất dễ tìm được những người hâm mộ mình, nhưng lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc, đặc biệt là ở giai đoạn trẻ tuổi. Tuy nhiên, khi đã tìm được người phù hợp, họ thường gắn bó với người đó suốt đời. Điều ưu tiên hàng đầu của họ là che chở và bảo vệ người mình yêu thương. Người sinh năm Thìn là người nóng nảy và bất kỳ ai làm người yêu hay bạn đời của họ phải là người giỏi chịu đựng mới hòa hợp được với tính khí của họ. Theo tử vi, đến cuối năm 2024 này với Bính Thìn sẽ khác biệt với nửa đầu nhiều lắm. Nửa đầu năm 2024 là nửa đầu của không cam tâm và vô cùng mỏi mệt, nghĩ mình đã trao đủ, đã làm đủ, đã cống hiến đủ, nhưng chẳng thật sự được gì nhiều về thân, một chút ấm ức, nhiều phần uất ức, nhưng không sao cả, vì phải có nửa đầu như vậy thì cái vận may còn sót lại trong cuối 2024 mới được nở rộ. Khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì, mang cho cuộc sống Bính Thìn hanh thông cùng đôi điều thuận lợi, mọi rắc rối sau lưng sẽ ổn. Việc còn lại chỉ cần mạnh dạn tiến mau, chạm tới đỉnh vinh quang phía trước, những cơ hội ngay trước mắt, bạn có khả năng thu tiền tỷ về tay. Mọi khoản nợ trước đó đều tan biến hết, bên cạnh đó còn mua nhà, sắm xe, khiến nhiều người xung quanh đỏ mắt ghen tị với thành công bạn đạt được đấy. Trong video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ những nội dung chính sau đây. Thứ nhất, tổng quan tử vi tuổi Bính Thìn khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Thứ hai, tử vi chi tiết về 4 phương diện của cuộc sống tuổi Bính Thìn khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Thứ ba, tử vi chi tiết từng tuần trong tháng của tuổi Bính Thìn. Và cuối cùng, cùng bạn về luận điểm, giải đáp thắc mắc vì sao đàn ông lại khó kiếm việc làm hơn phụ nữ. Đầu tiên, xét tổng quan tử vi tuổi Bính Thìn khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Vận khí của người tuổi Bính Thìn khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì không có quá nhiều biến động. Mọi thứ vẫn diễn ra êm đềm và đều đặn như trước đó, có nhiều cơ hội để phát triển. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng tồn tại những thách thức nhất định mà bản mệnh không nên chủ quan. Hãy luôn đề phòng những rủi ro có thể xảy đến bất cứ lúc nào, nhất là khoảng thời gian cuối tháng, cuối năm. Thời gian tới, Nguyệt lệnh Lâm Dưỡng tạo điều kiện để Thìn củng cố mọi kế hoạch của bạn vẫn diễn ra khá tốt đẹp, công việc luôn hoàn thành đúng dự định trong thời gian này. Để mọi việc được vận hành trơn tru nhất, hạn chế sự cố, bạn nên lập kế hoạch sát sao và kiểm soát quá trình cẩn thận. Chỉ cần chăm chỉ và kiên trì, bạn có thể vượt qua khó khăn và đạt được thành công. Về tài chính, bạn sẽ không mong cầu dư giả tiền tài nhiều trong tháng, các khoản thu nhiều nhưng không đáng là bao, áp lực cạnh tranh vẫn còn đó. Nhưng bên cạnh đó, bạn cũng sẽ có cơ hội để thể hiện khả năng và gặt hái thành quả xứng đáng thông qua quản lý và đầu tư tài chính thông minh. Bên cạnh đó, những người thân xung quanh bạn cũng là quý nhân trong tháng này của bạn đấy. Nếu gặp rắc rối hay vấn đề cần giải quyết, bạn có thể hỏi ý kiến của mọi người xung quanh, giúp bạn tháo gỡ rắc rối. Về tình cảm của Bính Thìn cũng sẽ tràn đầy cảm xúc lãng mạn trong tháng mới, các mối quan hệ không có nhiều xáo trộn, các cặp đôi cũng cần chú ý đến việc giao tiếp và bao dung cho nhau. Bên cạnh đó, bạn có thể dành thời gian cuối tuần dành cho gia đình, đi chơi để hâm nóng tình cảm các thành viên thêm gắn kết hơn nhé. Về sức khỏe của Bính Thìn nhìn chung ổn định, bản mệnh không gặp phải tình trạng nguy cấp nào. Nhưng bạn vẫn cần chú ý duy trì sức khỏe thể chất, nhất là về các bệnh liên quan đến xương khớp, tránh làm việc nặng quá sức. Bên cạnh đó, hãy giữ tinh thần thoải mái và giải tỏa căng thẳng kịp thời thông qua việc nghỉ ngơi, thư giãn hợp lý. Cẩm nang vượng vận tuổi Bính Thìn, mệnh sa trung thổ. Khẩu quyết, có cơ hội kiếm thêm thu nhập thông qua làm việc chăm chỉ và đầu tư thông minh. Quý nhân, Dậu, Hợi.
tiểu nhân, ý, mùi. Màu sắc may mắn, vàng, hồng. Con số may mắn, 6, 9, 12. Tiếp theo sau đây là chi tiết từng phương diện của tuổi Bính Thìn khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Tử vi sự nghiệp tuổi Bính Thìn khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Xem tử vi của 12 con giáp, sự nghiệp của bản mệnh tuổi Bính Thìn không có quá nhiều thay đổi, trong thời gian tới đây, công việc bình ổn, không có quá nhiều biến động, tiến trình cũng được bản mệnh duy trì ổn định. Trong thời điểm này, nhờ sự chủ động và bình tĩnh khi đối mặt với sự cố, mà bản mệnh có thể khẳng định được năng lực của bản thân trước cấp trên, đó cũng là cách mà bạn tìm ra được giải pháp cho các vấn đề trong công việc. Nguyệt lệnh lâm dưỡng cho thấy, khoảng thời gian tới đây thích hợp để bản mệnh củng cố, điều chỉnh lại các kế hoạch công việc cho chắc chắn, giảm thiểu tối đa các sự cố không đáng. Đây sẽ là giai đoạn tạo bước đà để bạn bứt phá mạnh mẽ trong các tháng cuối năm này, tạo ra cái Tết ấm no cho cả gia đình bạn. Nhìn chung cơ hội để phát triển vẫn có, song đi kèm với đó cũng tồn tại những thách thức nhất định mà bản mệnh không nên chủ quan. Để mọi việc được vận hành trơn tru nhất, hạn chế sự cố, bạn nên lập kế hoạch sát sao và kiểm soát quá trình cẩn thận. Xét theo hướng tích cực, những khó khăn, thử thách này cũng mang đến cho bạn cơ hội thể hiện năng lực làm việc của mình. Bạn cần duy trì thái độ tích cực và nỗ lực bền bỉ, khẳng định được năng lực của bản thân, tạo ra chỗ đứng trong tập thể cũng như xã hội trong thời gian tới. Tuy nhiên, bạn cũng không nên vội vã, nóng nảy, vì mọi kết quả tốt đều cần đến một quá trình dài hơi. Một số người có thể sẽ cần đưa ra một số quyết định quan trọng, những quyết định này có thể có tác động đáng kể đến sự nghiệp trong tương lai của bạn. Trước khi đưa ra quyết định, bạn cần xem xét đầy đủ các yếu tố khác nhau và tham khảo ý kiến của người giàu kinh nghiệm xung quanh bạn. Bên cạnh đó, chớ nên nóng vội khi đối mặt với mọi vấn đề, bạn cũng cần giữ bình tĩnh và suy nghĩ hợp lý, chớ để bản thân bị lung lay bởi cảm xúc và căng thẳng. Các cát tinh tử vi giải thần và chính quan đều là những sao tốt cho công danh, sự nghiệp của Thìn, do đó, ở thời điểm hiện tại, bạn hãy cứ tập trung và chăm chỉ trong sự nghiệp, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao khả năng phản ứng nhanh nhạy với thời cuộc, sống thực tại, hạn chế tính toán những điều quá xa vời. Đồng thời, bạn cũng phải chú ý xử lý các mối quan hệ tại công sở, sống hài hòa, thân thiện, giao tiếp tốt với đồng nghiệp và lãnh đạo, đạt được sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Tử vi tài lộc tuổi Bính Thìn khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Tuy không có tài tinh chiếu mệnh, song tài chính của Thìn cũng không đến mức ảm đạm, với năng lực ứng biến nhanh nhạy, tư duy kinh doanh ổn định. Các khoản thu nhập chủ yếu vẫn đến từ công việc chính, nếu đảm bảo được công việc hiện tại phát triển ổn định, thì bản mệnh không có gì phải lo lắng về tài chính. Mặc dù vẫn có một số thách thức, nhưng bạn cũng có cơ hội kiếm thêm thu nhập thông qua làm việc chăm chỉ và đầu tư thông minh. Thời gian tới, bạn nên ổn định công việc hiện tại của mình, nếu muốn tăng thêm thu nhập có thể phù hợp các mảng kinh doanh online để bổ sung thu nhập của mình. Bên cạnh đó, đừng quên tiết kiệm nhiều hơn bằng cách thay đổi thói quen chi tiêu và tập trung quản lý tài chính thích hợp, đó là cách giữ tiền bền vững. Với người làm kinh doanh, áp lực cạnh tranh vẫn còn đó, các đơn hàng vẫn có nhưng đa phần không chất lượng, các khoản chi phí bên lề phát sinh nhiều. Trong khi doanh thu không tăng, hầu như lãi vẫn chưa thấy, cần xem xét lại cách thức thực hiện, sai chỗ nào cần sửa ngay, có như vậy tình hình mới chuyển biến tốt. Một số người có thể gặp phải một số chi phí bất ngờ hoặc rủi ro khi đầu tư, trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào. Bạn cần đánh giá cẩn thận những rủi ro tiềm ẩn và lợi ích thực tế ra sao, cũng như tìm kiếm lời khuyên từ chuyên gia. Chớ nên mù quáng theo đuổi lợi ích ngắn hạn mà gây tổn hại đến sự an toàn tài chính lâu dài. Thời điểm này, bạn không nên cố chấp, ôm đồm nhiều việc cùng lúc, bởi hiệu quả không cao, thu nhập không tăng mà áp lực tinh thần ngày càng nặng nề. Hãy cố gắng làm tốt nhất những việc trong tay, đó cũng sẽ là nguồn thu ổn định và an toàn cho bạn với lợi thế là đang có sẵn kinh nghiệm. Tử vi tình duyên tuổi Bính Thìn khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Xem tử vi tuổi Bính Thìn về đường tình duyên trong tháng 10 có nhiều chuyện không như ý, công việc bận rộn bên ngoài. Bạn không có thời gian dành cho gia đình, khiến khoảng cách đôi bên ngày một xa, căng thẳng không ai muốn nói chuyện với ai. Giải thần cát tinh có thể hóa giải bớt những khúc mắc, mâu thuẫn trong mối quan hệ, nhưng chẳng thể xóa tan hết thảy. Vợ chồng dễ bất đồng ý kiến, nảy sinh tranh cãi vì những chuyện thường nhật, chứ không có vấn đề gì to lớn. Trong tháng dễ khắc khẩu, nên nếu có thể hãy nhường nhịn nhau hơn, chồng giận thì vợ bớt lời. Cơm sôi nhỏ lửa chẳng đời nào khê, hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, bạn sẽ thấy những khó khăn dần dần tan biến. Không phải ai cũng có thể yêu nhanh cưới gấp, cần phải kiên nhẫn, chờ đợi thời cơ chín muồi.
khi mà cả hai đã thực sự yêu thương và hiểu nhau, thông cảm cho nhau. Tử vi sức khỏe tuổi Bính Thìn khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Cho thấy sức khỏe của tuổi Bính Thìn trong tháng này giảm sút khá nhiều, bạn có những dấu hiệu như thường xuyên mệt mỏi, uể oải, làm việc khó tập trung, chất lượng giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng, có thể bị sụt cân, nguyên nhân chủ yếu do áp lực tinh thần, bạn lại suốt ngày bận rộn với công việc, hầu như không có thời gian chăm lo cho sức khỏe của bản thân, vì thế mà sức đề kháng cũng dần giảm sút, tinh thần ngày càng ức chế. Bên cạnh đó, hãy duy trì một chế độ ăn cân đối và giàu dinh dưỡng, bao gồm đủ loại thực phẩm như rau xanh, hoa quả, ngũ cốc, thịt, cá, đậu, sữa và sản phẩm từ sữa, hạn chế tiêu thụ thức ăn nhanh, thức ăn chế biến sẵn và đồ ăn có nhiều đường, muối và chất béo. Đặc biệt cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, cân bằng thời gian làm việc và ngủ nghỉ, hạn chế thức khuya làm việc, rất hại sức khỏe thì các triệu chứng khó chịu sẽ sớm biến mất. Quý vị thân mến, vốn là cái trụ cột trong gia đình, sự nghiệp của người đàn ông chính là thước đo cái trụ ấy có vững hay không, được đổ bằng bê tông hay gỗ mục. Ấy thế, nhưng một ngày sự nghiệp của anh ta bỗng dưng tan thành mây khói, liệu cái cột ấy có kéo sập cái nhà hay không? Đương nhiên là chẳng thể sập được, vì đã có một cái trụ khác là vợ. Nhưng theo quan điểm của các quý ông, thì vợ chỉ là cái trụ phụ mà thôi, đợi khi xin được công việc mới ngon hơn công việc cũ thì biết tay ông. Thế nhưng ngày lại qua ngày, tháng qua tháng, hết quý, hết năm, quý ông nọ vẫn vất vưởng ở nhà nấu cơm, giặt đồ cho con bú, đấy là những quý ông biết điều. Còn đa phần thì vẫn lang thang quán xá, nhậu nhẹt, trốn việc nhà, khiến các bà vợ đã nặng gánh kinh tế, lại thêm cái gánh lo lắng chồng nhàn cư vì bất thiện. Vì đâu nên nỗi, vì khi giảm biên chế, ưu tiên phụ nữ, trong thời đổi mới, người ta tái nhiều thứ. Tái cơ cấu là một cụm từ khiến nhiều người đang công tác yên ổn bỗng nhấp nhổm không yên. Tái cơ cấu nghe thì rất hay, nhưng kết quả của nó chính là việc giảm nhân lực hàng loạt, khiến cho nhiều người bỗng dưng thất nghiệp, phụ nữ được ưu tiên ở lại làm việc, còn đàn ông thì bị cho nghỉ việc vì chính sách nhân đạo ưu tiên phụ nữ. Ở nước ngoài, người ta còn cưng nhất là trẻ em, phụ nữ, vật nuôi trong nhà rồi sau đó mới đến đàn ông cơ mà. Vì thế, các quý ông không những chẳng thắc mắc gì lại còn xung phong viết đơn xin nghỉ việc cho nó oai, vì cái tôi của đàn ông quá lớn. Thất nghiệp cũng do cái tôi của đàn ông lớn hơn phụ nữ, khi bị cơ quan điều chuyển công tác sang một vị trí mới mà không thấy hài lòng. Đàn ông lập tức viết đơn xin thôi việc, lúc đó họ chỉ đặt cái tôi lên trên hết, chưa thèm cân nhắc về cơm áo, gạo tiền, họ làm việc cả đời. Cung cúc tận tụy dâng tiền bạc cho gia đình thì cũng có ngày nên hưởng thụ cho thoải mái chứ, nghỉ việc mấy tháng thì đã sao, vẫn còn lương khô vợ giữ cơ mà. Đàn ông lớn tuổi xin việc khó, thế nhưng một sự thật phũ phàng là khi đã ở cái lứa tuổi nhỡ nhàng, tuổi trẻ thì không còn. Kinh nghiệm thì có nhưng kiến thức lại tụt hậu so với giới trẻ, nên không thể dựa vào đó mà xin một công việc ngon lành được. Đàn ông có tuổi chỉ có thể xin việc nhờ vào mối quan hệ quen biết trước, nhưng sự thật rất phũ phàng là khi ngồi trên bàn nhậu với các chiến hữu, ai cũng nhiệt tình, sống chết có nhau, nhưng khi đề xuất các chú bố trí cho ông anh một công việc ngon ngon thì các chú lặn mất tăm. Vì cái sự chủ quan và ảo tưởng về bản thân, cho nên cuộc hành trình đi tìm việc của các quý ông cứ dài đằng đẵng. Kết quả là vợ phải gồng lên lo toan mọi thứ, còn chồng thì chấp nhận một sự phân công vốn rất công bằng là làm nội tướng cho vợ. Đứng núi này trông núi nọ, có nhiều người khi sắp nghỉ việc thì được nhiều đơn vị khác mời ở những vị trí cao hơn. Điều này khiến họ lầm tưởng bản thân có giá trị, muốn chọn thế nào cũng đều xịn hơn chỗ cũ. Họ liền nghỉ ở công ty cũ để có thời gian nghỉ ngơi và cân nhắc trước khi quyết định nhận một công việc mới tốt đẹp hơn. Thế nhưng, cái kiểu kén cá chọn canh này khiến họ chậm đi đến quyết định. Dần dần, những vị trí được mời không chờ được đã tuyển người khác, mà cái sĩ diện của bản thân lại ngăn họ không hạ mình đi xin việc, phỏng vấn hay chờ đợi người ta xét. Dù sao tiền thân cũng là người có tí chức sắc, không nhẽ giờ lại chấp nhận làm thằng nhân viên quèn, thế là họ chấp nhận thà thất nghiệp chứ không làm lại từ đầu. Không chịu công khai bám váy vợ, có ông chồng sau khi thất nghiệp thì không ló mặt ra ngoài, chấp nhận làm công việc bếp núc, chứ không chịu bán hàng cho vợ hay phụ giúp vợ kinh doanh, mặc dù công việc ấy khiến anh ta kiếm được nhiều tiền hơn cả làm công chức. Cái định nghĩa bám váy vợ đôi khi khiến đàn ông khó ngẩng đầu lên nhìn anh em, bạn bè, họ hàng, họ thà trốn trong nhà còn hơn công khai, vì thật ra kiểu gì cũng vẫn là bám váy vợ. Chấp nhận nằm bếp dương cung bắn mèo, thất nghiệp, sĩ diện, kiến thức tụt hậu, không xin được việc, nhiều quý ông chấp nhận ở nhà nằm bếp dương cung bắn mèo để vợ ra ngoài kiếm tiền. Phụ nữ luôn đòi quyền bình đẳng, thậm chí còn vùng lên, đấu tranh, quyết tâm, thì giờ đàn ông sẽ cho cơ hội để được bình đẳng. Làm nội tướng cho vợ cũng chẳng sao,
Biết đâu sau chuyện bể dâu này, họ sẽ biết thông cảm với phụ nữ hơn và nhận ra làm nội tướng khó hơn làm tướng. Quý vị thân mến, vậy là xem đến đây, quý cô bác, anh chị đã biết được vận mệnh của mình khi có 7 dấu hiệu là người có căn Phật. Nên làm gì và không nên làm gì để sự nghiệp hanh thông, công việc thuận lợi, tài lộc ùn ùn kéo tới, giàu có nhất vùng thiên hạ rồi đúng không? Minh Đường Tử Vi xin kính chúc quý bản mệnh tháng mới gặp nhiều may mắn và bình an. Nếu quý anh chị thấy hữu ích, hãy đăng ký kênh Minh Đường Tử Vi và nhấn vào biểu tượng quả chuông để được cập nhật những video hữu ích từ chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.